Hello anh em, xin chào tất cả những anh em, những người bạn đã quay trở lại với kênh vlog của mình và cậu Tư nha. Tổng dài thì mình với cậu Tư cũng lặng có 3 ngày á luôn á. 3 ngày chia ra anh em, nhưng mà thật sự ra 3 ngày đó mình với cậu Tư là đang chuẩn bị vật liệu để làm một cây lần này là cây đầu tiên chế tạo luôn cậu Tư. Anh em cho cậu Tư cho anh em xem cái đi cậu Tư. Đây, đây chính là cây nỏ quả tiễn trong ram Free Fire anh em nhá. Thì anh em hổm cây nỏ tiễn này ráng bán cho cái đồng quay ra màu á anh em, thì mình lấy cây này tầm khoảng cỡ 700-800 viên cương gì đó anh em nhá. Video này mình với cậu Tư sẽ hành là chơi lớn và chế tạo cái cây nỏ này có thể bắn được cậu Tư. Được bắn được luôn. Rồi, thì mình với cậu Tư cũng có bàn về cây nỏ này rồi, thì vật liệu chính là cậu Tư quyết định đó chính là chơi bằng sắt. Thì anh em có thể thấy cái này chỉ sắt 6 cậu Tư. Sắt 10 á. Ừ. Đây là cây sắt 10 anh em nhá. Nghĩa là cái sắt 10 này cậu Tư mình sẽ tiến hành làm cái nỏ này cái khung bằng sắt và sau đó là sẽ làm gì cậu Tư? Cái quai văn đó. Quai văn thì làm bằng xốp đó bao ngoài, còn cái ruột là bằng sắt để định vị đặng mình vươn nỏ lên bắn được là nhờ cái sườn sắt này nha các bạn nha. Sợ quá. Cái này là hai hàng đó. Cắt là hai hàng sắt thành một cái khung. Đây là cây sắt này, một cây này nó tầm khoảng cỡ 2 mét đủ không cậu Tư? hai mét chắc đủ anh em, gom lại cây nỏ và sau đó là cái cơ chắc cậu mình sẽ chơi bằng dây thun á, dây thun cột bọc rồi mình á các bạn, cậu Tư chế thử bắn coi xem sao nha. Bắn chắc ghê á, căng đấy anh em nhớ. Và trước khi xem video này anh em nhớ là không được làm theo ngoài hình thức anh em nhớ. Video này mình với cậu Tư, nói chung là cậu Tư mình làm bên sân khấu cái phần là ảo thực với lại là qua cái phần mà riêng về kiếm ống gì kiếm súng rồi cũng khá là gành đó cậu Tư. Đây cậu Tư mình có một phần là làm bên nghệ thuật, anh em nghệ thuật sân khấu cho nên cậu Tư mình rất là chuyên nghiệp. Cho nên anh em đừng nên làm theo với mọi hình thức, chỉ xem video và giải trí thôi anh em nhé. Đúng, hợp lý. Bây giờ mình xem mình cậu Tư này hành là chế tạo cây nỏ quả tiễn này bắn được cho anh em xem anh em nhé. Thì sau quá trình thì nãy giờ cậu Tư mình thiết kế thì cũng đã xong, đó chính là cây nỏ rồi. Anh em có thể thấy là cây nỏ đã hoàn chỉnh nào, cái này là nỏ khung sắt anh em nhớ đây nè. Khung sắt ở đây. Được của nó đấy. Cái này là luồng sắt cho nó cậu Tư. Luồng sắt ở trong á. Luồng sắt ở trong là nó rất là cứng anh em, còn ở ngoài thì cậu mình làm hoa văn được các thứ thì bằng mút cho nó giống như cái mẫu cái nỏ quả tiễn trong game á anh em. Hồi nãy cái viên đạn này là cái mũi tên. Hồi nãy bắn hố cái đó, cái mũi kia nó đi xuống sông rồi các bạn, cậu Tư vô làm cái mũi tên khác chưa kịp sơn màu đó, thôi gì để trắng vậy cho bắn ra các bạn dễ nhìn thấy cái mũi tên nó bay như thế nào nha. Đúng, hợp lý. Bắn cái này xa tầm bao nhiêu thôi? Cái này 2 giây thì bắn tầm cỡ mười mấy 20 mét là bình thường.
mét anh em nhá. Quay hai dây này anh em, từng dây nè anh em thấy không? Trời ơi ngầu anh em, thì cái nỏ này là nỏ thần của An Dương Vương cậu Tư mình chế tạo ra rồi cậu Tư. Cái này mai chiều này ra đứng bắn mặt trời thì nó như thế nào nghe anh em. Bây giờ cái chuyện cái hậu trường cho anh em chuyện là có làm cái tâm bắn ở đó các bạn, đứng cách cỡ 5-6 mét gì đó bắn thử coi nó có trúng mục tiêu hay không nghe các bạn. Thử ấy lũng luôn á. Bây giờ mình đi cầu Tư sẽ tiến hành là đi bắn với nhau cái test thử cái nỏ này mà bắn cái điểm mà các bạn điểm mình thử nhá. Rồi đứng cách cỡ 5 mét thôi bắn cho nó chuẩn chút. Vô test trước đi người. Xa quá thì nó cũng ấy, nhưng mà cái bị cái mũi tên này nó quá nặng đi. Mình không có ra ngoài được để tìm một cái nhiên liệu phù hợp với nó. Ở cái cây nỏ này mình với cậu Tư làm chỉ quay cho anh em xem thôi, anh em không được làm theo mọi hình thức anh em nhá. Đúng, không lý. Cái bộ này mình rút nhọn nó bắn dính vô đó thôi, chứ thật ra cái này nó cũng gây sát thương cũng khá là nguy hiểm. À, đây đó cũng cỡ 5 mét rồi phải không? 5 mét là được rồi. 5 mét thử rồi. Ồ, gần rồi. Cái này bắn xa gần là do mình làm cái dây thun này thôi các bạn. Cái này cậu Tư làm chỉ có độ 5 thôi, 5 cộng thôi. Nếu mà muốn bắn xa nữa làm cỡ độ 10 trở lên là bắn cỡ 20 ngoài mét luôn á. Ôi, gần nữa. Đây. Test liền. Để lắp cho. Để mình quất thử coi nó trúng không anh em nhá. Để vô đây trước định vị xong rồi bây giờ kéo từ cộng nha. Kéo từ cộng ra. Đó. Rồi, bóp cò là lụm, nhắm nha. Đừng có bóp cò trước khi nhắm nha. Ôi, ôi ghê vậy ta. Ôi ơi. Rồi, sâu dữ vậy. Nè anh em cái này là cả tắc luôn rồi. Cỡ 10 cm nha, nó chỉ được cái phần shot ra nè. Phần shot là khoảng cỡ 10 cm nha. Rồi nãy mình chỉ nữa em nha. Rồi đã hơn cậu Tư nãy một phút rồi anh em à. Cắt vô hai dây cái này mà nếu mà muốn làm dây này là chắc dây cái buộc xe cậu Tư. Ruột xe cũng được. Dây ruột xe là bắn nó lực nó đi dữ lắm anh em ạ. À. Rồi. Chỉ làm chơi thôi. Đây. Để mình làm thử cái phát đó em nhá. Cái này là cỡ 6 mét á, đứng vậy là cỡ 6 mét á. 6 mét em á. Đây ngắn nó cho nó ngầu coi. Rồi. Cái bản trong này anh em. Đây. Để mình lấy xem đây. Ồ, khá là ngầu anh em. Đây. Nói chung thì cái phần nhỏ này nếu mà bắn nó xa là khoảng bao nhiêu mét luôn đó. Nếu mà ấy ra cái tầm này thì cỡ mười mấy mét thôi, cái này dây nó hơi yếu. Mười mấy 20 mét chắc được mà. Dây thun mà mình làm cho cỡ độ 10 á, bắn nó xa lắm. Đâu quốc thương viên đó cậu ơi. Để cậu nè. Quốc thương viên nữa nè, cậu bắn đi. Cậu bắn rõ luôn nha. Dùng rõ à. Quốc. Ồ, dùng ngoài nữa, dùng ngoài nữa. Cái này hơn ngày đó. Hơn một ngày tại vì có cái công đoạn mà cậu mình hàn sắt. Hàn sắt nữa thì nó hơi lâu. Hàn sắt rồi sau đó là bắt khung đồ này nọ các thứ. Anh em có hàn sắt này là cái cây sắt cái vô cái cây nọ này nó khá là cố định nên nó rất là chắc luôn anh em. Lại là cái phần mũi tên này nãy cậu mình test thử bắn cái nó bay xong cũng tiêu rồi anh em ạ. Đi xa quá, xuống xong rồi anh em. Cái nọ nãy cậu mình làm cái này nó cũng khá là nhọn anh em nhớ, cho nên thì cái vật liệu này nó có thể gây sát thương, cho nên anh em không bắt chước và làm theo với mọi hình thức nha, anh em chỉ xem thôi, chỉ xem video được rồi anh em nhớ, tại vì cái này là nó khá là nguy hiểm anh em, tại vì bắn nếu mà cái này là ăn thua cọng dây này cậu mình làm mà lực nó mạnh lên là bắn nó rất là xa, cho nên nó gây sát thương. Cái này mình với cậu chỉ làm mô hình trong game và test thử cho anh em xem, sau cái này mình với cậu sẽ không xài sử dụng cái này anh em nhớ, không sử dụng chỉ trưng bày thôi anh cô Tư. Đúng rồi, nói chung mình đem ra ngoài nó cũng khá là nguy hiểm anh em ạ. Đây này anh em thấy không, vật liệu nói chung là nó bằng wood nhưng mà nó
nó có lực, anh em có lực, có lực gây sát thương rất là lớn đấy. Và cái này mình chỉ làm chơi thôi và anh em không được bắt chước làm theo với mọi hình thức anh em nhé. Đúng, hợp lý. Chừng nào có chủ tư cái gì muốn chia sẻ anh em đây chủ tư. Thì qua cái cây nỏ này thì mới làm lần đầu, cho nên là cũng chưa có dày dặn kinh nghiệm, cho nên là cũng tương đối thôi nha các bạn nha. Với cái nhiên liệu cậu cháu mình cũng chưa được đi ra ngoài thoải mái, cho nên là cũng còn hạn chế về cái nhiên liệu. Chứ cái mũi tên này là nếu mà cậu Tư kiếm được một cái nhánh trúc cho nó nhẹ là bắn đi còn xa nữa, bị cái này nó bự với phần cái ống này nó dày quá, nó nặng á các bạn. Nó cũng hạn chế, cho nên với mấy cái nhiên liệu bằng dây này nè, nếu mà được cái cọng dây nào mà cho nó ngon, nó mạnh tí xíu nữa là bắn thoải mái. Tức là ở cái vùng ngoài người ta chế cây nỏ này để người ta đi săn thú đồ này nha các bạn. Cho nên là cái dây này đó rất là quan trọng. Người ta kết hợp hai cái cây hai bên này là ta vuốt bằng tre, cho nên là khi bạn bắn buông ra là nó bung vậy, nó kéo ra như cây cung hồi xưa vậy đó. Là lực đẩy của nó mạnh hơn gấp mấy chục lần cái này, cho nên là ta bắn xa dữ lắm. Cái này thì làm đơn giản để cho anh em xem mường tượng thôi, không được làm ở nhà đâu nha. Chịch chút á, cậu Tư chịch tay chút và nó đi mất mũi tên xuống dưới sông phải làm lại nè. Còn các bạn làm ở nhà đó chịch cái là sát thương nha các bạn nha. Nguy hiểm lắm anh em, đừng làm theo, chỉ xem thôi. Cái này xong rồi mình với cậu Tư sẽ cất nó và không có sử dụng nó với mọi hình thức hết trơn đâu, sẽ dẹp nó đi, chỉ để mô hình chơi thôi. Chờ cái này cậu Tư test cho anh em xem thử thôi anh em. Rồi chắc lẽ là video mình với cậu Tư chế tạo cây nỏ quả tiễn trong game Free Fire nên đã hết rồi. Và cảm ơn anh em rất là nhiều dành thời gian quý báu để xem video ủng hộ mình nha. Nếu anh em thấy clip hay đừng quên để lại cho mình với cậu Tư xin một like. Bên cạnh đó bạn nào mà chưa nhấn vào cái nút đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh giúp mình với cậu Tư anh em nhé. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Bye bye.